Số 1. Bóng đen bí ẩn. Đoạn video này được một người đàn ông có tên Dino quay lại khi anh ấy đang ở nhà một mình vào đêm khuya. Trong lúc anh ấy đang ngủ, thì bất ngờ bên dưới tầng hầm trong nhà của anh ta xuất hiện những âm thanh rất kỳ lạ. Và sau khi đi ra khỏi phòng ngủ để kiểm tra, thì Dino đã phát hiện điều này. Keep hearing weird noises in the basement, Steve. So I just wanna. Oh my god! Oh my god! Oh my god! No fucking way! No way! Oh my god! Oh my god! See, bro, there's nothing on this fucking door. Hello? Yep. Fuck that. I'm not going down there. Bạn có thể thấy, cánh cửa ngăn cách tầng hầm đang tự động mở ra một cách kỳ lạ. Nó đã khiến cho Dino cực kỳ hoảng sợ. Không chỉ vậy, vài ngày sau đó, những âm thanh đáng sợ lại xuất hiện một lần nữa. Và lần này, Dino đã quyết định đi xuống bên dưới để kiểm tra. Dino dường như đã bắt gặp một hình bóng đen rất bí ẩn đang trú ngụ dưới tầng hầm. Anh ta nhanh chóng chạy đến vị trí mà bóng đen vừa xuất hiện, nhưng không tìm được ai ở đó. Những âm thanh kỳ lạ đó lại tiếp tục xuất hiện bên trên phòng khách của căn nhà. Dino nhanh chóng quay trở lại phòng khách và có lẽ lần này anh ta sẽ biết được hình bóng bí ẩn đó là ai. Oh my god. Stay behind me. Oh fuck. Shit, 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 shit. No, 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 no. Shit, 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 shit. Những hoạt động kỳ lạ ngày càng xuất hiện một cách đáng sợ hơn. Dino có lẽ sẽ phải chuyển sang căn nhà mới khi bắt gặp những hoạt động đáng sợ tiếp theo này. Hello? Thank you.
cánh cửa ngăn cách tầng hầm đột nhiên rung lắc một cách dữ dội, cùng với đó là hình bóng bí ẩn lại xuất hiện thêm một lần nữa. Có lẽ Dino chỉ tò mò về những tiếng khóc kỳ lạ bên dưới tầng hầm mà anh ta đã không để ý đến hình bóng đó. Một lần nữa, Dino đi xuống bên dưới tầng hầm để kiểm tra. Tuy nhiên, hình bóng kỳ lạ đó lại không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Dino chỉ có thể nghe thấy những tiếng khóc than đáng sợ. Mình tin chắc rằng, sau những hoạt động đáng sợ này, Dino có lẽ sẽ phải chuyển đến sống tại một căn nhà mới. Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Dino không kịp phát hiện ra những sự kiện quái dị này sớm hơn? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận nhé. Hello? Số 2. Nhà thờ bỏ hoang bị ma ám. Cuộc gặp gỡ đáng sợ tiếp theo này được ghi lại bởi một nhiếp ảnh gia có tên Martin. Vào một ngày mưa gió, Martin đã đi đến một nhà thờ bỏ hoang ở Indiana để chụp một số bức ảnh về nhà thờ bí ẩn này. Theo như những gì Martin chia sẻ, trước đây anh hoàn toàn chỉ đến nơi này để tham quan và chụp ảnh, nhưng hôm nay, anh ta đã quyết định ghi lại một đoạn video cho bạn bè và những người theo dõi của mình xem. Và có lẽ đây sẽ là chuyến tham quan cuối cùng của anh ta. Khi Martin đi xuống một đường hầm, anh dường như đã ghi lại được một thứ vô cùng đáng sợ. In what I call the red room. The red room is a place I go once I'm done shooting for the day. Just to kind of look at pictures, see if I need to retake anything, re-edit anything. I'll show you why it's called the red room. It's pretty cool. Usually going into the basement. When you turn the light off during the day, it's got a nice tint of red. I'll show you. It's a little dark now, but can't see. Come down here, it's peaceful, it's quiet. Shit! Oh my god! Oh shit! Các bạn có thể thấy, sau khi đến nơi, Martin đã dùng chiếc điện thoại của mình để quay lại tất cả mọi thứ bên trong nhà thờ. Sau đó, anh ta đã quyết định đi xuống một tầng hầm và ghi lại được một hình bóng đen rất đáng sợ. Nó dường như muốn tấn công Martin và đuổi anh ta ra khỏi nhà thờ bỏ hoang này. Theo các bạn, thì hình bóng đen bí ẩn đó có phải là một linh hồn đang trú ngụ ở nhà thờ này hay không? Nhớ cho mình biết ý kiến của bạn bên dưới nhé. Số 3. Hoạt động tâm linh ở bệnh viện. Một người đàn ông đã ghi lại được một đoạn video cực kỳ đáng sợ trong một lần anh ấy trực ca đêm tại một bệnh viện. Lúc này là vào khoảng 12 giờ đêm, tất cả bệnh nhân đều đã yên giấc trên giường bệnh của mình. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, những linh hồn của thế giới tâm linh bắt đầu hoạt động và những gì người đàn ông đó quay lại được sẽ cho bạn thấy những linh hồn đó đáng sợ như thế nào.
Nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy dường như có một bóng đen xuất hiện rồi biến mất một cách đột ngột sau đó. Người đàn ông quay lại đoạn video này, anh ta nói rằng anh thật sự bị sốc khi đây là lần đầu tiên mà anh ta bắt gặp điều đáng sợ như thế này. Bạn nghĩ sao sau khi xem xong đoạn video quái dị này? Đừng quên cho mình biết ý kiến của bạn ở bên dưới phần bình luận. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thank you.